Quý vị và các bạn thân mến, năm 2013, người ta nghe nhiều đến một thị trấn heo hút ven biển Nam Định, bỗng nổi tiếng bởi nạn mại dâm công khai. Điều đặc biệt là những người hành nghề mại dâm ở đây coi đó như một dịch vụ bình thường với mức giá thống nhất ở tất cả các cơ sở. Nhưng mà có một sở thị mới biết, nghề mại dâm ở đây đã trở thành một dịch vụ đặc sản thu hút mỗi năm hàng trăm lượt khách. Nhưng mà tận mục sở thị thì mới biết nghề mại dâm ở đây đã trở thành đặc sản và mỗi năm thì thu hút đến hàng trăm ngàn lượt khách, chủ yếu là các quý ông, và có tới mới hiểu những cụm từ bóng bẩy như là thị trấn sung sướng, thiên đường khoái lạc giá rẻ nhất nước, lò mại dâm đồng giá mà dân chơi kháo nhau thì quả là có lý. Kính mời quý vị chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu ngay sau đây. Năm 2013, từ đường trung tâm thị trấn đổ ra biển, bên trái là dãy ký ốt số lẻ, bên phải số chẵn, tất tật kéo dọc dài bãi biển chừng 2 km với khoảng 200 kiosk. Mỗi kiosk diện tích có chừng 5 mét chiều ngang, dài khoảng hơn 20 mét. Các kiosk này chính là nơi nuôi, chứa và hành lạc của gái mại dâm. Chúng được thiết kế phòng ngoài nho nhỏ để vừa cái bàn uống nước trà, mắc cái võng, là nơi khách xem mặt chọn gái và giao dịch tiền bạc. Phía sau các kiosk chính là các phòng chật chội nhếch nhác, chỉ kê vừa cái giường, cái bàn con, là nơi để khách hành lạc, đi nhanh thì 150.000 đồng, qua đêm thì 450.000 đồng, giá không đổi ở tất cả các ký ốt. Vào những ngày lễ, khách tắm biển đông, sau khi tắm, thường lên các ký ốt này uống nước và chọn hàng. Các ký ốt này gần như hoạt động 24/24 giờ, nhộn nhịp nhất từ 21 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. 23 giờ, chúng tôi đi dạo dọc bãi biển và hầu như tới ki ốt nào cũng được mời chào rôm rả. Trước mỗi ki ốt có các tú ông tú bà, thậm chí cả gái bán dâm ngồi ở bàn, ở võng mời chào tiếp thị. Vẫn ấm nước trà bắc, cái điếu cày, khách cứ ghé vào trò chuyện, lựa chọn thoải mái. Chúng tôi dừng ở ki ốt Thanh Duyên đánh số 62, trước sự nhiệt tình chào mời của chủ ki ốt. Sau tuần trà mời khách khá nhiệt tình, bà vào đề ngay: anh em đi nhanh hay là qua đêm? Tôi giả vờ ỡm ơ: tụi em vừa đi nhanh rồi, nhưng thấy chưa được ưng ý lắm. Giờ ra đây nếu chị kêu được em nào cực kỳ cuốn hút thì sẽ tính tiếp. Bà chủ ki ốt khua tay: ôi chào, thanh niên mà, 2-3 lần là bình thường, để chị kêu con Hương cho được lắm. Bà vừa bốc máy lên thì có tiếng xe máy ở quán bên. Đáp xuống là cô gái dáng người cao, da trắng, ngoại hình khá đẹp. Thấy tôi nhìn sang, bà chủ ki ốt liền đon đả: ừ, không đi á, thì con Vi này cũng được, nó hơi bị được đấy. Rồi bà gọi con Vi sang, thấy tôi lắc đầu, Vi quay ngoắt đầu bỏ đi. Còn bà chủ chặc lưỡi: ui dào, thanh niên mà khó tính thế. Ngồi thêm khoảng 3 phút, một chiếc xe máy kẹp 3 người đàn ông đứng tuổi, trông mặt phừng phừng hơi men phóng vào quán. Thấy một ông già chừng 70 tuổi, râu tóc lớt phớt bạc, nhưng trông chân tay còn gân guốc lắm, ngồi chờ gái, làm tôi tròn xoe mắt nhìn. Hỏi nhỏ chủ ki ốt: cụ cũng đi à? Bà gật đầu bảo bình thường. Chủ ki ốt hỏi cụ: có phải đi ghẹ, ra biển bắt ghẹ cho nhà ngoãn hợp ở xóm không? Cụ gật đầu. Người đàn ông chạy xe máy nói với cụ ở lại chơi tí, sẽ ra đón rồi kéo ga phóng đi. 24 giờ. Cảnh gái bán dâm lượn lờ trên đường phố vẫn nhộn nhịp. Các cô hoặc vội vàng dồ ga chạy tới điểm hẹn tiếp khách, cũng có thể là chạy xe tà tà, nhân thể tiếp thị. Không ít các cô khác thì ngồi, nằm tênh hênh trước ki ốt chờ khách chọn. Chủ ki ốt mang số 51 là người đàn ông chân quê, ăn mặc cũ kỹ, dáng người rong ròng, răng đen kịt vì rít thuốc lào. Ông bảo anh em cứ vào uống chén nước trà, cứ chọn, không ưng thì đi thôi. Theo lời ông chủ ki ốt này, vì không có tiền mua ki ốt nên ông phải ra đây thuê. 2 năm giá 300 triệu đồng. Ông bảo mỗi năm nếu làm không được hơn 200 triệu đồng thì lỗ nặng. Nhưng việc làm ăn chỉ thuận lợi những tháng hè nắng nóng, còn lại chỉ túc tắc qua ngày. Có một điều khá ấn tượng với các ông tú, bà tú ở đây, chính là sự hiền lành thân thiện. Hầu hết họ đều xuất thân từ nông dân chân lấm tay bùn. Khi thị trấn phát triển, họ ra đây làm dịch vụ, vì thế vẫn giữ nét chân quê. Ở những nơi khác, khách vào sàng xê, chọn lựa,
chê hẩm chê hưu như thế là bị ăn đòn. Nhưng ở đây, chuyện khách không ưng các chủ ký ốt cho là bình thường. Họ nghĩ đơn giản khách tới mua dâm cũng như mua một dịch vụ, không vừa ý khách đi, chỉ có thế. Một khách kỳ kèo với chủ ký ốt giá qua đêm 400.000 đồng, lấy 3 người nhưng chủ ký ốt lắc đầu bảo giá chung là 450.000 đồng. Không ai được phá giá, đó là luật ngầm rồi. Một giờ đêm khi tiếng sóng biển cứ từng đợt liên tiếp thúc đổ y oạp vào bờ, thì cũng chính là lúc đó ở trên bờ, hoạt động ở thiên đường sung sướng phục vụ quý ông hư cũng dần vắng khách qua lại. Những ký ốt treo biển, đặc sản biển cũng tắt đèn đi hơn nửa. Nhưng ở lác đác ký ốt khác, hoạt động kinh doanh buôn bán xem như vẫn rất nhộn nhịp. Dưới ánh điện chiếu xuống con đường trải bê tông, dọc theo bờ biển thấp thoáng ở đâu đó, những bóng hồng mặc quần váy ngắn sát đùi lượn lờ dọc bãi biển. Phía trong khoảng vài chục ký ốt điện vẫn sáng, xe vẫn giăng kín cửa. Ngồi quan sát, chốc chốc lại xuất hiện một vài chiếc taxi vụt qua táp vào ký ốt còn điện sáng. Những xe máy đèo ba không đội mũ bảo hiểm của đám thanh niên ý ới rồ ga gầm rú vụt qua, rồi giảm ga bất ngờ dựng khựng nơi các cô gái trong trang phục nửa kín nửa hở đang ngồi chờ. Còn khi nhìn thấy bóng của bất cứ đấng mày râu quốc bộ bước qua phía trước cửa, liền được các cô gái này liền mời chào. Anh ơi, anh ơi. Rồi đến lời mời gọi lả lướt. Vào đây đi anh ơi. Vào vai một khách làng chơi lang thang một mình đi dạo đón gió biển, thì thình lình xuất hiện một cô gái ăn mặc khá sexy tiếp cận và đưa giọng khiêu gợi. Đi đâu một mình cô đơn thế? Có cần người tiếp chuyện không anh? Tôi liền bắt chuyện với cô gái. Cô nàng chạy đến bên tôi có vẻ lẹ chân, nhưng cũng không giấu được sự ấm ức gì đó vừa xảy ra với ả. Thấy vậy tôi cũng buông ra những lời thăm dò bông đùa. Vừa gặp chuyện gì không vui hả em? Mà xem dung nhan có vẻ nhàu nhĩ thế. Cô gái chậm chân rồi hồi đáp cùng ánh mắt đong đưa thật thà, than phiền. Sao biết? Vừa tắm giặt ăn đêm xong thì khách gọi đi đêm, nhưng người ta chờ lâu quá bỏ đi rồi. Thôi kệ, nghỉ một hôm chẳng chết ai. Ui, bận bịu nhỉ? Rẽ vào đường nào thế? Cho anh bám đuôi với. Tôi nài nỉ muốn theo. Ngay đây thôi, vào đây uống nước với em. Cô gái liền đáp. Đi khoảng chừng 50 mét, cô gái dừng lại trước kiosk số 5X và đon đả tiếp tôi bằng một tuần trà đặc quánh. Phía bàn bên, hai cô gái khác và hai thanh niên đang cắm cúi nhẩm nhẩm, tính tính một con số nào đó từ trong cuốn sổ khổ giấy A4 không còn nguyên vẹn. Cô gái vừa dẫn tôi vào quay sang góp lời. Được bao nhiêu cuốc rồi, chấm công hả em? Tôi hỏi lại. Ừ đúng rồi. Cô gái đáp cụt ngủn. Thì ra hai cô gái kia nhăm nhăm cây bút đưa lên hạ xuống, lật dở từng trang giấy ghi ghi đánh dấu, nhẩm tính lại trong cuốn sổ nhật ký chấm công những ngày làm việc ở đây. Từ bàn bên, những tiếng nhẩm đếm của hai cô gái vọng sang và phát ra thông tin. Trong vòng 2 ngày đi khách được 34 cuốc và một cuốc đêm, nhiều nhỉ? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, như động đến lòng tự ái, cô gái dẫn tôi vào giới thiệu tên là P. Biểu môi cầm lại cuốn sổ nhật ký chấm công và mở xem lại thành quả của mình đạt được tại các lần đi khách ở bãi biển này. Tôi chặc lưỡi thêm lời. Ai chà, cũng nhiều đấy, khủng quá nhỉ. Thì cô gái tỏ vẻ hồ hởi mở trang khoe. Để em tính xem được bao nhiêu nhá. Một này, hai này, ba, bốn, 156, 157. Đấy, tổng 157 cuốc. À, ba lần đi đêm nữa. Tôi hỏi. Bao nhiêu ngày? Thì cô gái tiếp tục rà soát lại sổ nhẩm tính. Một ngày, hai ngày, ba, bốn, năm ngày, sáu. Tất cả là 6 ngày thôi. Cô gái này còn hào hứng tiết lộ. Ngày kỷ lục nhất của em á, đi được 37 cuốc tàu nhanh và một lần đi đêm. Theo cô gái tên P này cho biết, tại bãi biển Quất Lâm mỗi lần vui vẻ cùng khách làng chơi có giá chung tàu nhanh 130.000 đồng, qua đêm 400-500.000 đồng. Trong đó tiền sẽ được chia thành 3 phần, chủ giữ 2 phần, tiền điều phối và phòng nghỉ, còn lại là tiền công của chị em. Như vậy, gà bán dâm ở đây sẽ được khoảng 30-50.000 đồng trong một lần tàu nhanh và 150.000 đồng khi đi tình ái với khách. Đấy, chỉ được 30-50.000 thôi, bèo lắm. Em cũng chỉ làm nốt đến tháng 10 thôi thì nghỉ.
Cô gái tên P than phiền. Tôi hỏi, Sam đi làm cái nghề này? Cô gái trả lời, em chán do thất bại trong tình yêu nên đi. Vừa dứt câu chuyện, chuông điện thoại của P lại reo lên, rồi cô gái vội vã mất dạng trong bóng đêm. Bắt đầu từ 30 tháng 6 năm 2001, Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị này vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy. Theo Công an tỉnh Nam Định, khu du lịch biển thị trấn Quất Lâm được hình thành từ năm 1999 đến nay, hàng năm đón hàng vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh về tắm biển, nghỉ dưỡng, góp phần phát triển kinh tế và xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong những năm qua, do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm tại đây, có thời điểm diễn biến phức tạp, gây dư luận xấu trong cán bộ, nhân dân cả trong và ngoài tỉnh. Thống kê từ năm 2016 đến tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thị trấn Quất Lâm xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 23 vụ, bắt khởi tố 24 bị can, khởi tố 42 vụ, 43 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra một vụ giết người do nguyên nhân xã hội, một vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Phát hiện khởi tố 30 vụ, 38 đối tượng chứa chấp môi giới mại dâm, 4 vụ, 23 đối tượng đánh bạc xử lý hành chính, 14 vụ, 55 đối tượng đánh bạc, 64 đối tượng về hành vi mua bán dâm. Từ đó với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhân dân du khách đến nghỉ dưỡng tại biển Quất Lâm, Công an Nam Định xác định cần huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể trong công tác phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 2012, chỉ vì tin tưởng vào lời quảng cáo của đối tượng chăn dắt gái mại dâm rằng nhân viên của tôi đều là các em chân quê mới ra thành phố, thì nhiều quý ông hám của lạ trên địa bàn các huyện Bình Chánh, quận 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã từng vỗ ngực, tự hào là ăn rau sạch và không cần dùng đồ bảo hộ. Những người trên có lẽ sẽ phải giật thốt mình, lo đứng lo ngồi khi mà mới đây ổ mại dâm này đã bị triệt phá. Lời khai của tú bà cho thấy là chị ta đã dùng những chiêu tút tát biến gái làng chơi ra đời thành gái quê, và có những đối tượng bán dâm mang cả ổ bệnh ở trên người. Thông tin chi tiết về công nghệ tút tát cà ve già thành rau sạch của tú bà này ra sao? Kính mời quý vị khán giả hãy cùng Hồng Nhung theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Những ngày đầu tháng 4, trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 8 nắm được thông tin từ quần chúng nghi vấn một khách sạn trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8 có dấu hiệu của việc mua bán dâm. Sau một thời gian điều tra theo dõi, khoảng 18 giờ 30 ngày 18 tháng 4, trinh sát phát hiện hai thanh niên xuất hiện ở khách sạn này với nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau đó một số cô gái được trở đến và vội vã đi vào. Khi lực lượng công an kiểm tra hành chính đột xuất khách sạn trên, đã phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng 4A, 4B, lầu 4. Khai thác nóng các đối tượng, đã làm rõ đây là vụ mua bán dâm. Hai gái bán dâm cùng sinh năm 1983, quê tại Sóc Trăng. Hai vị khách mua dâm là thanh niên ngụ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Lấy lời khai nhanh, hai đối tượng gái bán dâm khai nhận họ tham gia đường dây mại dâm do tú bà Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1981, quê huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Thủy bị bắt khẩn cấp cùng với Nguyễn Minh Nghĩa, sinh năm 1985, là em bà con xa cùng quê, lãnh nhiệm vụ chở gái đến khách sạn bán dâm. Bước đầu Thủy khai nhận, trước đây chồng cũ của chị ta có tham gia điều hành một đường dây gái gọi. Sau này do nhiều mâu thuẫn nên hai người chia tay, mỗi người có một sự nghiệp riêng. Qua quá trình tự nghiên cứu khá kỹ về thị hiếu khách làng chơi, Thủy nhận định các quý ông ngày nay không chỉ muốn no xôi chán thịt mà nhiều người muốn trải nghiệm với món rau sạch mà rẻ. Tuy định hướng kinh doanh là vậy nhưng Thủy vẫn còn loay hoay vì chưa tìm được nguồn hàng để cung cấp rau sạch. Thì cách đây khoảng 2 năm, Thủy quen một đối tượng chưa xác định họ tên ở miền Tây. Nghe Thủy kể về dự định làm ăn của mình, sau khi bàn bạc, Thủy và đối tượng này thống nhất Thủy sẽ lo đầu ra trên thành phố Hồ Chí Minh, còn đối tượng kia sẽ lo đầu vào là những cô gái miệt vườn ở dưới miền Tây.
Cặp đôi tội ác này làm việc theo phương thức như sau. Chúng cho người đi gom hàng ở các tỉnh. Đối tượng mà chúng nhắm tới là những cô gái chân quê 100%. Do gia cảnh khó khăn, do thiếu hiểu biết. Cả những người đã có gia đình nhưng không hạnh phúc. Hay những người hạnh phúc muốn làm thêm. Những cô gái này sẽ được những tú bà dụ dỗ bằng viễn cảnh về Sài Thành phồn hoa với nhà lầu xe hơi đèn hoa rực rỡ. Khác hẳn mương ruộng đồng nơi các cô sinh ra và lớn lên. Chúng còn hứa một công việc nhàn hạ được bao ăn ở, có xe đưa rước. Chỉ cần làm một tuần đến 10 ngày thu nhập bằng cả tháng của công nhân may lao động cật lực. Rất nhiều cô gái miệt vườn đã chấp nhận những lời mời gọi này như một cơ hội đổi đời. Cứ mỗi khi đầu mối ở miền Tây gom đủ hàng là 5 người cho mỗi chuyến, các cô gái này được đưa lên bến xe miền Tây tại Sài Gòn. Thủy sẽ sắp xếp cho người đón và đưa hàng về tập kết Đại Bản Doanh là căn nhà Thủy thuê ở xã Bình Hưng để chờ đi khách. Thời gian đầu, Thủy tận dụng mối quen biết từ trước, dựa vào nhan sắc cũng như tài ăn nói ngọt như mía lùi để mời chào khách. Khi có khách, Thủy sẽ hẹn địa điểm ở một nhà nghỉ nào đó, rồi cho Nghĩa chở hàng đến. Sau khi giao dịch xong, những cô gái này lại được trở về nhà ở Bình Chánh, chờ sự điều động của Thủy. Một đặc điểm mới trong Động Quỷ này là gái bán dâm đều có chung đặc điểm ăn mặc giản dị, để mặt mộc hoặc trang điểm rất nhẹ. Họ thường ít nói và tỏ vẻ e thẹn bẽn lẽn. Đặc điểm này đã khiến nhiều quý ông mê mệt vì cái chất mộc mạc vừa đảm bảo chất lượng an toàn của những rau sạch. Bên cạnh đó, chi phí cho đặc sản quê lại khá bình dân, khoảng 500.000 đồng một lượt. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong số tiền này, gái bán dâm được hưởng 50%, còn lại 50% là Thủy trả công môi giới. Người đưa đón lo ăn ở cho các cô gái trên và đút túi. Để khẳng định thương hiệu rau sạch của mình, Thủy và một đối tượng kinh doanh dịch vụ ăn bám trên thân xác phụ nữ ở một tỉnh miền Tây thỏa thuận. Cứ 7 đến 10 ngày sẽ đổi đào một lượt, tức là cứ khoảng một tuần sẽ có nhóm 5 cô gái được đưa lên bến xe miền Tây và cùng với đó là 5 cô gái cũ theo xe đi đến tỉnh khác. Các đối tượng kinh doanh còn làm cho khách làng chơi tin là những cô gái kia thuộc hàng chân quê 100%. Chỉ ham vui mà hoạt động vài ngày, chứ hoàn toàn không phải hạng hàng chuyên nghiệp được mua đi bán lại nhiều lần. Nhờ phương thức rất tinh vi này mà một thời gian khá dài hoạt động phạm tội của Thủy đã qua mắt cơ quan công an. Hơn thế, Thủy sống được với số lượng khách khá đông và đều đặn. Theo lời khai của các gái bán dâm cũng như các tú bà, nhiều đàn ông ham vui vì tin lời của Thủy và các gái bán dâm, lại muốn thưởng thức trọn vẹn hương đồng gió nội nên sẵn sàng quan hệ mà không dùng đồ bảo hộ. Mại dâm là những hành vi được thỏa thuận nhằm quan hệ tình dục có tính chất mua bán trên cơ sở được trả hoặc hứa trả một vật có giá trị nhất định, tiền hoặc hiện vật và nằm ngoài phạm vi hôn nhân. Căn cứ vào tính chất của các hành vi có thể thấy đối tượng tham gia vào mại dâm như sau. Người bán dâm thường là phụ nữ, còn gọi là gái mại dâm hoặc gái bán dâm, gái bán hoa, vì hiện nay đã có cả nam giới bán dâm. Người mua dâm thường là nam mua dâm, người tổ chức chứa gái mại dâm, chủ chứa, người môi giới mại dâm, dẫn dắt, bảo vệ, vệ sĩ, bảo kê. Khi mại dâm lây lan phát triển phổ biến trong xã hội, có nhiều người thuộc nhiều tầng lớp xã hội tham gia và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của xã hội, thậm chí là gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước, thì mại dâm trở thành một tệ nạn xã hội. Ở nước ta hiện nay, mại dâm là một tệ nạn xã hội, như Nghị quyết 05 CP ngày 29 tháng 1 năm 1993 về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm đã khẳng định. Tội tổ chức chứa mại dâm và tội môi giới mại dâm đều xâm hại trật tự công cộng, xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người và đạo đức xã hội. Bất kỳ ai có đủ năng lực trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi tổ chức chứa mại dâm và môi giới mại dâm một cách cố ý đều là phạm tội. Tuy nhiên, hai tội có sự khác nhau về hành vi khách quan. Đối với tội tổ chức chứa mại dâm, người phạm tội có thể có hành vi tổ chức hoặc cho thuê, cho mượn địa điểm mua bán dâm. Đối với tội môi giới mại dâm,
người phạm tội có thể có hành vi trung gian, dụ dỗ, dẫn dắt hoặc tổ chức cho người mua dâm đến quan hệ tình dục với người bán dâm. Bất kỳ ai có đủ năng lực trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ hoặc trẻ em vì mục đích mại dâm đều là phạm tội. Nếu muốn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài vì mục đích mại dâm sẽ là phạm tội nghiêm trọng. Mại dâm gây nhiều tác hại về mặt kinh tế xã hội, sức khỏe, hạnh phúc gia đình, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Cụ thể là về kinh tế, hàng năm nhà nước phải chi từ ngân sách quốc gia hàng chục tỷ đồng cho công tác phòng chống, đấu tranh và khắc phục hậu quả tệ nạn mại dâm. Trong đó có phần không nhỏ cho việc chữa trị, giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng gái mại dâm. Về xã hội, làm xói mòn đạo đức, thuần phong mỹ tục và hủy hoại truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tạo lối sống ích kỷ, sống gấp, ăn chơi trụy lạc và mất phẩm giá, nhân cách con người, dẫn tới sự sai lệch các chuẩn mực xã hội, các quy tắc xã hội lâu nay đã được xã hội quy định và thừa nhận, gây rối loạn an ninh trật tự xã hội. Về hạnh phúc gia đình, không ít gia đình rạn nứt đổ vỡ do vợ sa ngã vào con đường bán dâm hoặc do chồng ăn chơi buông thả, thậm chí nuôi gái bao như vợ hờ, quên cả trách nhiệm với gia đình. Gái mại dâm sau một thời gian xuân sắc phải chuyển nghề xây dựng gia đình nhưng đa số khó tìm được một tình yêu thực sự. Hạnh phúc trọn vẹn và một số khác sống âm thầm tàn lụi trong cô đơn bệnh tật. Về sức khỏe, hầu như 100% gái mại dâm bị mắc các bệnh xã hội truyền nhiễm như lậu, giang mai, xui mau ga. Mại dâm là một trong hai con đường chủ yếu lây nhiễm HIV cùng với tệ nạn tiêm trích ma túy. Hiện nay tỷ lệ lây nhiễm HIV do mại dâm ở Việt Nam vào khoảng trên 32% so với tổng số người phát hiện nhiễm HIV. Tỷ lệ này đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt do số mại dâm nghiện ma túy bị nhiễm HIV đang tăng nhanh và đồng thời nhiều gái mại dâm hoạt động từ nước ngoài bị lây HIV trở về Việt Nam mang theo căn bệnh nguy hiểm này. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2014, trong sự ồn ào của mảnh đất Giang Thành, hoạt động bán dâm và hoạt động bán thân nuôi miệng của những cô gái có tên gọi chung là Cave cũng trở nên muôn hình vạn trạng. Sau những ngày theo chân các ả, nhóm phóng viên chúng tôi đều lắc đầu thừa nhận, trắc táng, ghê người và không lối thoát. Thực hư như thế nào, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng Hồng Nhung lắng nghe ký sự điều tra gái gọn Giải Thành, những thú chơi xa đọa ngay dưới đây. Sau 2 năm xa cách, tôi có dịp quay lại Sài Gòn, mảnh đất mà tôi đã từng gắn bó suốt 20 năm, để thực hiện cho loạt bài phóng sự tại một thành phố đêm cũng như ngày này. Tôi liền liên lạc với một số đồng nghiệp và lên đường. Vào một đêm khuya thượng tuần tháng 6, lúc đang ngồi nhâm nhi tại một quán nhậu về đêm trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã gặp được những đối tượng mình cần khai thác. Ban đầu đang ngồi nhậu tại khu vực trên, kế bàn chúng tôi thấy có 4 cô gái còn rất trẻ cũng đang ngồi nhậu. Trên bàn họ có những món mồi đơn giản, đó là một nồi lẩu loại nhỏ, một đĩa rau muống xào và một chai rượu chuối hột. Tuy chỉ có vậy, nhưng họ nhậu khí thế lắm. Có khi còn nhanh hơn cả bên bàn nam chúng tôi. Bất chợt anh bạn đi cùng nháy mắt và giơ chiếc ly lên cao. Ngay lập tức cả 4 cô gái đều hưởng ứng theo và họ uống cạn ly rượu trên bàn mình. Qua nhã ý của cô gái mặc áo lưới màu trắng sữa, quần jean ngố, mang giày cao gót, chúng tôi sang ngồi và nhậu chung. Khi tiếp cận, quả đúng là họ còn rất trẻ, tất cả chỉ 18-20. Tuy nhiên những bộ trang phục mà họ khoác trên người thật dễ gây sốc với người đối diện. Có cô khoác chiếc áo dày bên trong nhưng không cài nút, khiến những đường nét cơ thể cứ lồ lộ qua chiếc áo hai dây mỏng manh và rất trễ bên trong. Góp gió thành bão, xung quanh chiếc bàn này giờ đây trở nên xôn tụ lắm. Họ bắt đầu cho biết tên tuổi, quê quán của nhau. Trong đó có người chưa chắc nói thật, và những màn nâng ly hạ xuống tiếp tục diễn ra với cường độ mỗi lúc một cao hơn. Tuy biết tên tuổi vậy thôi, chứ nghề nghiệp thì họ chẳng nói, mà chúng tôi cũng không có ý định hỏi, vì đã phần nào nhận ra theo kinh nghiệm đi đêm. Và nhất là qua cách nói chuyện cùng những từ đệm của họ. Đang ngồi nhậu chốc chốc, các cô lại nhìn nhanh ra đường, nơi có những toán thanh niên thỉnh thoảng chạy xe chậm chậm qua. Bất chợt, một chiếc Way xoáy nòng kéo ga,
từ một khoảng xa rồi nhấc bổng bánh trước và chạy được một đoạn. Trên xe là một đôi thanh niên nam nữ cũng còn rất trẻ, nhưng người nam thì ăn mặc khá bặm trợn, còn cô gái thì mát mẻ. Đến khúc tập trung nhiều bàn nhậu, họ nẹt pô rồi đánh võng mấy lần liên tiếp, trông như một trò xiếc. Bên trong bàn chúng tôi bất chợt, cô gái tên Yến cất giọng. Còn Phượng, chắc mới vừa đánh được quả lớn, tối nay thế nào, nó với thằng kia cũng đi chơi tới bến. Thấy tôi còn đang phân vân về chuyện đánh quả lớn, thì cô gái ngồi gần tên là Lan lên tiếng. Con nhỏ vừa mới đi khách về, chắc tụi nó cuỗm tiền hay điện thoại của khách đấy mà. Đi thì đi, chứ tụi em không làm vậy đâu. Tới đến đây tự nhiên Lan khựng giọng lại. Có lẽ cô nghĩ mình bị hớ. Nhưng ngay từ đầu tôi phần nào nhận ra nghề nghiệp của họ, nên bình thản cướp lời cô. Giờ này mà tụi em còn đi khách à? Lan cũng tự nhiên đáp. Tụi em đứa nào cũng có chỗ làm, chứ không như mấy con nhỏ kia, đụng ai cũng đi. Khi nào gặp khách yêu cầu hay trả tiền mới đi. Nhưng hôm nay ế độ, mới ra đây nhậu rượu đế. Trong khi chúng tôi vừa trò chuyện với nhau, thì bỗng một chiếc xe máy chờ tới, thắng gấp ngay trước bàn. Gã thanh niên có vẻ như một tay ma cô bước xuống xe, hất giọng về phía hai cô gái phía cuối bàn. Oanh, Phương, có khách. Hai cô gái nán lại một tí, uống cạn ly rượu trên bàn rồi ra xe. Cả ba cùng lao vút về phía cuối đường. Một lần nữa, Lan lại giải thích cho tôi. Tụi nó đi hát với mấy thằng cha ở quán karaoke dưới này. Mấy cha xỉn xỉn là gọi gái đến à? Cũng qua tâm sự của họ, chúng tôi được biết những cô gái này xuất thân từ các tỉnh miền Tây. Lan ở Bến Tre, Yến thì ở Tiền Giang. Và hiện tại cả bốn cô đều làm tiếp viên cho một nhà hàng có khoảng gác tay gác đùi trên đường Nguyễn Kiệm, quận Bình Thạnh. Tuy làm tiếp viên nhưng đã từ lâu họ kiêm luôn chuyện tới Z nếu khách nào có nhu cầu. Mà cũng chẳng cần có nhu cầu. Khi đã vào quán, nhận thấy con mồi nào chơi đẹp là các cô tìm cách trèo lái, ra giá rồi hẹn trao đổi ở một khách sạn trong khu vực gần đấy. Khi đối tác đã ok, tan sở thì các cô đón xe ôm, khi thì taxi đến nơi giao kèo. Tuy số tiền làm ra của những cô gái này khá cao, trung bình một đêm cả triệu đồng, nhưng sau đó tất cả, cũng như những thứ rác rưởi mà các cô đổ sông đổ ra biển, đó là những cuộc mua quần áo, điện thoại, những cuộc ăn chơi nửa đêm về sáng mà hầu như ngày nào cũng diễn ra. Rồi nào là làm tóc, gội đầu, làm móng móng chân, hôm nào cảm thấy mệt mỏi cả đám kéo nhau đi massage. Đó chỉ là một khoản nhỏ, số tiền còn lại các cô dùng để làm bạn với làn khói trắng. Với những người độc thân là vậy, còn những cô có bạn tình thì tốn kém gấp bội. Bạn tình của họ hầu hết là những tay thanh niên lưng dài suốt ngày, chỉ với vai trò đưa đón vợ đi phục vụ người khác. Thời gian rảnh thì tụ tập ăn nhậu. Đêm đã về khuya, nhưng trông chừng các cô cũng chưa muốn về nhà. Chúng tôi liền nhã ý mời đi nhậu quán khác thì Lan lưỡng lự rồi thỏ thẻ với giọng ngọt lịm. Đợi tụi kia tăng ca mang kẹo về rồi đi tiếp nghe anh. Khoảng hơn một tiếng sau, hai cô gái tên Oanh và Phương được gã thanh niên đưa trở lại quán nhậu. Một trong hai lớn giọng. Xuống Bắc Hải, khu cà phê, ba nổi đình nổi đám, tập trung giới trẻ quận 10 chơi tụi bay. Cả nhóm gửi xe lại bãi xe của quán nhậu và vẫy một chiếc taxi rồi ra lệnh cho tài xế phóng đi. Trong tiếng nhạc như đinh tai nhức óc của cà phê 3L tại khu Bắc Hải, Oanh móc túi trao cho mỗi người một viên thuốc nhỏ màu nâu cỡ đầu ngón tay. Bất ngờ Phương lên tiếng. Hôm nay con Yến cắn nguyên con hay là một nửa? Cô gái tên là Yến chưa kịp trả lời thì Oanh nói. Nó lên đô lâu rồi mẹ ơi, giờ này mà cắn nửa con thì phê làm sao được. Về nhà ngủ với trai còn sướng hơn. Dứt lời, cả bọn phá lên cười khả ố. Kẹo, theo tìm hiểu của chúng tôi, đó chính là những viên ma túy tổng hợp. Theo tiết lộ của những cô gái này, hầu như ngày nào các cô cũng dùng đến kẹo. Khi thì trong ba vũ trường, lúc thì ở karaoke, thậm chí ngồi cà phê có nhạc kích động, các cô cũng hứng thú với cái thứ giết người được chế tạo tinh vi dưới dạng viên nén mà giới thiệu gọi là kẹo này. Oanh cho biết thêm, hầu hết những đứa như tụi em đều cắn kẹo. Chỉ có nó mới làm mình quên đi nỗi ê chề nhục nhã, quên đi thân phận và mệt mỏi. Tuy nhiên, theo chúng tôi, thì đó cũng chỉ là lời biện hộ cho thói ăn chơi bất cần của các cô mà thôi. Và cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn những cô gái ăn xương trên mảnh đất Sai Thành đều dính vào ma túy.
Thời gian trước, khi dạng ma túy tổng hợp được sản xuất dưới dạng viên nên chưa xuất hiện vào giới dân chơi Sài Thành, thì các cô chủ yếu là lên mây bằng heroin. Chính vì thế, nhiều cô sau thời gian dài dùng kẹo dẫn đến nghiện nặng và sử dụng tới hình thức chích thẳng vào mạch máu mới đủ độ phê và cũng phù hợp với túi tiền. Tất cả những hành vi trên dẫn đến một hệ quả vô cùng tệ hại, đó là lây truyền HIV cho nhau. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì con số phần trăm bị nhiễm HIV trong giới bán thân nuôi miệng là đáng giật mình. Khi tiếng nhạc tại cà phê 3L dịu dần thì cũng là lúc những thân thể xung quanh tôi rũ rượi và rã rời. Ngoài đường, những người lao động đang cần mẫn cho công việc, những chuyến xe chở hàng về các chợ ồ ạt phóng đi cho kịp phiên buổi sáng. Chỉ còn lại những thân hình như những bóng ma đứng vất vưởng trên hè phố, chờ chiếc taxi đến đưa về nhà.